Chắc là đang đóng phim hay là một cái MV gì sắp ra rồi. Đây các bạn, đây là cái chùa nè. Mình cũng biết cái chùa này tên là chùa gì đó. Đó. Mình đang tiến vào nè. Thì ở đây là có rất là nhiều người tới đây. Họ cúng và họ chụp hình. Đây. Thì tại đây là đang có người ta đang chụp hình nè các bạn. Giờ mình tiến vào bên trong xem có như thế nào. Vì mình đang bệnh nên nói tiếng nó không có rõ, các bạn cảm cảm ha. Đó, cái chùa này mình cũng biết chùa gì mà toàn là tiếng, cái này tiếng Trung Quốc á. Ở đây cũng có một đội đi chụp hình nè. Và wow, chùa này lớn lắm mọi thương. Khu vực cấm đậu xe trước cổng luôn. Hả? Quay phim. Ai nói? Đi vô thử đây. Đẹp quá. Vậy. Đây các bạn. Này thứ hai khá là bán. Không biết cái tên chùa này là tên chùa gì luôn các bạn. Giống như thời xưa bao công xử án nè, trường chiêu rồi bao trận đó các bạn. Nhưng mà phải nói là ở đây nó rất là đẹp. Vào bên trong nè các bạn. Giống như thời kỳ xưa bao công xử án vậy các bạn. Thì người ta không cho vô nên mình không quay vô được. Chỉ quay sơ cho các bạn xem thôi. Này giống đến phim các bạn ha. Chắc là đang đóng phim hay là một cái MV gì sắp ra rồi. MV, chắc là một cái MV sắp ra rồi các bạn. Yeah, tắt rồi.